Đăng, Lê Huyền, Mơ Lạng Sơn, Lê Tình, Bắc Giang, Lê Tình. Mơ này mơ Lục Ngàn, Lê Huyền, Mơ Tân Sơn, Lê Xa Đất, Na Thô Công. Đất ông mơ Thanh Quang, Lăng, Mơ Thổ Tị. Kéo ra son đi hai cái lên con son dù na kéo ra sự chu thằng cana sinh hà số hà sếp pa pi đến tuổi lạc giang đăng sam số hà sếp phục pi đến tuổi ba đê chu thằng đăng nhị số sam nhịp pê nhị pi đến tuổi mới ba đê vì thằng cana sinh sam số sam sếp pi đến tuổi là ba đê phát trường là cana sinh cây trách tan nát lê cầm tàng là tăng thình đồ ăn này cũng mi lệ mi bằng rồi đấy cũng hết bằng rồi đâu. Mi ba đang và đang hết lọc hết băng à với à lọc mi lệ mi băng mi lệ khẩn ta mi băng khẩn đồ này hết sáng à à hơn này bộ hết tiểu à lo hết tiểu kỳ lại con nó lung bóng ăn hơn mới chính chủ đâu, không chính chủ. Chính và ăn hơn là mới chính chủ. Sang sư tiểu hơn nè. Ngộ thổ nhưng mà sang sư tiểu hơn nè. Chân đơn ma khải. Chính và mới chính chủ, ăn sơn này hơn hơn là mới chính chủ sắc lồ. Mấy sự ăn này mấy sự hơn lâu, ăn này làm bên dấu trọ rồi, rồi thế thôi, không chính chủ. Tình và sang sự hơn nữa đó, sự hơn rằng. Con người qua đây cắt đi để tội. Ăn. Cái này sang sư tèo hơn nữa đó. Hả? Phôn nào nhưng mà đám ấy chỉ mà sư hơn hơ. Chỉ mà là hết cái nước út. Đi thấy bà thật thử lưu nhà ní. An tỷ hơn mới chính chủ chính là tên sắc lô hơ. Nếu là như ở thuê ở trọ đó vớ. An này mới sư hơn lâu vớ. Thế cả an hơn này cũng mi băng từ lúc nhầm nhà ra cũng làm ba lần lễ rồi đấy. Vái luôn. Mi sửa mi hết từ ắt từ loại là từ lắm nhà lên bây giờ gọi là xãi từ nhà với phàm từ ăn hơn ma với ăn hơn là mi chính chủ. Bây giờ cái đáng nhé, còn nếu mà như bên này người ta phải ăn nhà xong người ta mới tức phí. Ăn nhưng mà ăn hơn sang ăn sắc lô tập tức phí ra sang ăn sắc lô mi thế mi đa ăn nhà đây cũng linh tinh hết nhiều thế nào càng hết càng nắc với càng hết càng ná với anh như ăn hơn này đi sai sai từng bọn ông kì họ lọc thắng san này à. Hết hơn mi khả cây luôn, báo mình à. Thằng Sam này à. Ừ. Hết xóng ở trên sáu. Ồ. Mình tên mình tô. Khái mình phí rít tăng hành phí phân tăng hình khái lộ tăng sơn tăng xa mà tô nhằng. Sai lao sai gần nữa. Anh này sai ông kỳ, biết ông kỳ. Sang lại số á, sang tài phạt á. Sang
xem mi cái này kinh múa mà kinh múa bây giờ hết hơn để sam pi pin để pin taxi bây giờ sang ăn sang lại hồi lọc sang tài phát cũng để khám múa mà từ lúc làm nhà mới đấy cũng thịt lợn rồi đấy được thịt chưa rồi. Thế sao lại không làm cái ông kia này hồi lọc này thế hết cái lắng hết đại lễ mi hết hết cái lắng thả tôi múa hết lắng phải tay khám muốn được cái kiểu lấy không? Để tài tài phạt đấy mi? Sang hẹp cơ, sang hắn với ông kia này mình biết lấy với để chuyển tiền về sớm mi, để chuyển tiền tháng san rồi sớm mi. Nếu mà để chuyển tiền răng, mi hắn rồi thì cầu đây với. Trình vai để hi bay nhang láng mi thử tiền cầu đi mi hắn tiền cầu đi. Không phải chỗ cũ rồi ăn này cũng ăn này chuyển cái đáy của mi hử kín á hả đắp lại chuyển á sáu rồi ư ăn để mi múa mà ăn mi chịu ăn múa mà ăn sáu cái đáy khi biết tiền là còn sấy mà ăn bắt đầu khai ăn là rồi mi đấy nắp cái hùng cây bên dọc bên đây đấy đang như vậy đang hử kín bên cọ kín hử tì cầu đây à ăn tì mi đây nắng mi hảo hố cao ông sẽ phải hố cao thăm cao đồng ý chuyển tay chuyển đấy sau này dọc bay đáy này đấy học bay đây mà chính ông sẽ mà sáu phàm rồi với mà tôi biết từ đầu lỗ sai từ đầu rồi đang như ăn văn chuyển đi nhà phải ok sấy mà nặng một tí à auto cây phải hố mình à đấy nhà auto cây bay nặng một tí hố mình hố cao đồng ý bay là chuyển bay nhưng mà sau này ăn này mi sườn đấy ông đẹp giàu về đáy này ăn này giàu pay đáy này pay bảo với bố mi để kinh chưa từ lúc chưa làm nhà đã chuyển đó với chuyển trước xong mới làm nhà với sớm mi à ó sai từ đầu sai mình nữa sai ai đó đây này pi tài xí ra mi sườn tham pi đây không phải 3 năm đâu 4 năm rồi pi tài xí nhưng mà sau này ăn ok này pi lái à khả mua mai mi mình kinh sắc đồ thế nên mà hết thì sấy mà hết khả mũ đi khả mũ cái tăng tức để hết bán cái lăng nó bỏ hết lăng đa khác thì khác cũng được cần gì phải làm thế đi bói làm gì cái này từ sai từ đầu mình chuyển đi là mình phải lấy công thầy à lúc ngày hôm ăn chuyển đấy à phải ok sấy mà nặng có thể khám cao mình hố cao mình ăn tiền này mi ai tăng này mi dù đi thì mi ping tăng mi chính đi thì nhất bất nhân bất bù chỗ này ở không yên rồi hô cao khám cao mà động y bay trình chuyển bay đấy cái tì đây tì mơ ma trình hết ma trình áo cái mà báo tì à mình sự an đấy an mà tao mi múa báo tì rồi báo tì kiến tì rồi mình sự là an đấy an mình tao mi múa hồn linh tài phạt đó an hơn này cũng mi chính chủ đâu không chính chủ năm người xuống bây giờ thì năm như năm nhà nào cái nhà bốn góc mình năm nhà năm góc rồi khắc cân tăng y tăng vị tăng sim không ai nghe ai đâu ăn này cũng mình sự ăn hướng cầu đấy với lãnh nhất ăn này ăn hướng hơn sau này ăn hướng mở với cóc mi ở chỗ mi say cóc mi ở chỗ mi sơn mi cần thái sướng với mi cần thái độc với xong cần tập bổ à cái này đây cái anh hà này đấy bên pì á bên ông pì bảo ai là cái nơi pì bảo nha thái sướng à thái sướng thái rồi nọc ma đấy ăn ở đây này mà mình sẽ đầy kế mà đi hà căn tép bồ á cái màu đỏ này nè cái màu này là sám tôi mẹ hả chết cân thái cái cân ngon nó cân ốc mà mi sượng để nó lớp này nè ở đó mi ống với làm mi thái cái đó nhưng mà bố mi sơn thái sướng mới lư thái on mới lư cái bố mình tách xong lại tí rồi ống tí sao tính ra ba người con gái lên đây nên thế còn hai người đó thì bốn trai nó còn có ba gái thì bây giờ chết với một người bây giờ còn hai người còn gì nữa còn chưa phải cái gì bảy người còn gì nữa
ông ăn cân tôi phổ này sang à ông cân tôi mề này thái và xếp sang sống nga rồi là xếp kế bên sang sống nga từ thái luôn sao này mân mà ám mê lu lâu nè mà ám đặng ám sắc sao này mân mà ám nè bây giờ này phải hết lệ sục mân ma chào cấp bồ mân chào sung bay khẩn hàng bay thì lóng tì quảng bay anh đấy cho còn ao bay thắng đáy đấy ăn này thái bên thái bình này ăn tê ăn nếu mà bố tê mà tê này bố mi cần tê bột tê con kê bột thảo mi ông cần tê bột ông thái nọc tê bột thảo này làm đi 3 kg đó bột thảo này à ừ thảo mi 6 kg đó 6 kg đó xong ông kỳ thảo nó ngã à, ông nó ngã rồi được bột thảo này cũng mẹ ông cần tê bột thái ở nó mi hắn 3 tê bột mà thính châu tài hà đề hà xếp hà pi đến từ pi này hồ kỳ vậy năm nay 15 tuổi này vào kỳ cái bạch khổ cái kim lâu bay cái khốn một quân sai bay ăn đại lệ tận động sang mi à đại lệ này ăn mày sắc sử sắc sao sang mi lệ này ăn cân hà này nè ông cân hà này à ăn mê tờ nắp lệ ăn mê pan sáp ăn đỏng là mi à ăn mê tờ nắp sang mi ăn mê pan sáp là hắn mi à nhớ ăn mê tờ nắp sang mi lệ sinh lạc tài hạ xây xám đầy hạ xếp hốc bí đen tối ăn sát cùng mơ mơn đang cùng mơ on sơ bài đảm phí mi à đại bài đảm phí mi ăn bên cầu bay hơi đi. Bên cầu này bay với ăn khăn ní nữa với. Ăn với sêu long khăn sêu là ăn ba để long vương khăn sinh bên thủy đứng sang mi lệ đâu. Ăn mì ba vàng sang mi lệ giả công sang mi tăng giả ngại. Lúc báo để 30 nhì phí này sang cải quá nữa. Cải bị sang à? Sang cải. Xong có bị. Ăn hai con dê đấy. Không cải để hai con dê cái người này cũng bị đau ở ngoài, chết ở ngoài thôi. Được đau chưa? Được đau chưa? Được ngã xe mấy lần rồi? Ba lần chưa? Thế cái xeo gì ở chân đấy? Chắc là hết mấy cái đó mấy quan làm đi không khá đã ở chân thì có sẹo không ấy có sẹo mà tôi ăn mình là tại phù sướng à hai con dê một con ngỗng hai con dê thì mới được không thì cái người này không lành lặn đâu cái người con trai 32 tuổi này tân tân mùi nè 91 nè ăn mình kiên xong tôi bị vội bạt vội tu một lần ngỗng một lần dê một lần con dê thì sau khỏi khoảng người này phải qua được 41 tuổi đi qua được 41 tuổi thì thọ không đi chết trễ qua được 41 tuổi thì được còn không qua được 41 tuổi xong phim mê lô sinh vi tài xám đẩy xám xếp pi ê con dâu họ vi này ăn mình tái bính với mình tái binh tái mạ với ăn này cũng hết bán rồi đấy cái cân này mình sử dụng hơn với phải hơn à mỹ sử cái này ăn pi bấn xì bấn hà đấy phải hơn đi bấn hà nó còn này nè cái này tu tam dù hơn nó mỹ sử dụng hơn ăn này mỹ nào mỹ một là phải đi đâu 3-4 ngày hay là một tuần đấy đi sửa dấu hơn. Anh ông cần đường sang cải phần cải bể sắc lồ. Chưa cải bao giờ, chưa sang hoạt phấn hoạt trên nắp bay. Cái này cũng mà hơn lâu để cái này mi trục bét tí nhưng mà hơn tái bao lư à? Không, cháu có đòi bảo đại đi đâu, cháu không bảo đại đi. Cháu đang bảo là cải ngỗng chưa, cải dê chưa? Chưa đâu.
Thế bà cứ bảo đòi lệ chưa đòi. Có giả lệ thì giả, không giả thì thôi chưa đòi. 30 tuổi chưa giả đại lệ đâu, chưa cần đâu. Có giả thì thuyền thì hơi giả thôi. Ừ. Ăn mình này động dao kéo đấy. Được mổ xẻ chưa à? Động mổ dao kéo đấy. Con dâu này về cải ngõng cải dê đi. Khắn cái tiểu niên tăng nặng mà. Đẹp cái ký mi. Mi vậy đang là cân xăm xếp ký này mà đẹp cái ký mi. Nhưng mà thế là lục cái ký thế nào? Lục cái ký thế nào? Anh ông cân này khai mi sinh năm này với xăm ký mà với. Từ xăm ký mà mi. Một là tài binh, hai là thái ồn, một là làm thên, hai là chết chế. Nhưng mà nó còn ở cái khổ là để vì để cái 11 giờ trưa này nhưng có thể là bệnh đến chết. Nếu mà để 10 giờ thì làm đưa tài binh. 11 giờ trưa ấy, thì người ta bệnh đến chết. Cũng bằng giới thôi. Trả thuốc là cũng được đâu. Bệnh đến chết. Chờ khi tái binh với bố vào. Hay là cái số là cái tử hoàn sinh nhà nói. Không thì cái người này chết bệnh đến chết thôi. Bệnh viện chả cứu được. Và then chả cứu được đâu. Ăn tô pha luôn mà chấm luôn mà rồi. Ăn mình để thay on nha. Học trò chưa tả. Học trò sang mi học trò. Khán tiểu niên mi bồ mi lục á. Mi hơn á. Thánh mình công quân phay. Cũng quân sang cái. Bị sang cái. Quân sang cái. Khán bên em đảm phí. Khán mơ khảo đinh thân đinh su bây giờ căn sến bây giờ. Chắc đáng em mình xí khắn đấy với 9 vía nhưng mà đi còn đây trong người còn 4 vía nữa. Bái viện 8 tỷ à với. Thế mày à? Đi 3 chỗ viện này. Đi đâu nhiều chỗ nào nhiều rồi. Ăn này để phải trúng mạng khắc bài mi. Trúng binh mi. Anh này để bé nhộm khắn đi. Nhộm khắn đi. Tham gia tay với bé, tham gia tay vẫn là để bé nhộm khắn đi. Anh mình khỏi hết thế lúc con bà mới ai ở bên hết thế là bé nhộm đi. Áo bí khà đi à. Anh này mình sửa khóa tự kỷ thôi bà lại đéo. Anh này nhộm ra. Anh tiêu bên thái thì mới nhộm mà. Nhộm khoăn nha. Thế mà buộc vía khột khoăn khột kỳ thì nhằng ngài bắt kỳ đọc. Anh này là mình nhộm mà. Anh này mình bè. Anh nhộm khoăn nha. Đang ở trắng nhưng mà cho vào đen rồi. Đang ở trên bờ rụt xuống nước rồi. Ăn mình khẩu tái bính mà tái mạ mà. Mấy giờ kỳ ăn này là nhộm khoăn. Nếu mà khót kỳ ní kỳ bảo là ốc. Nếu mà ăn này mi ốc đấy. Ăn này là nhộm rồi. Thế là mi nhặt.
ăn này mày giờ mày ăn này là trắng sinh áo khoắn cái cân này à, áo lục mình à, áo khoắn ngao bé bé trắng nó ăn nắp bay ăn rồi cho xuống cái nước đen đi rồi với cái vải trắng cho xuống cái nước đen đi rồi để nhuộm môi nhuộm đắm mà đắp bên mực bên mỹ nha ăn hôn khoắn áo bé bay mày bay mày luôn sau này mi luôn thế mi hắn lồ hết kể cả hết thế luôn mi hắn lồ hết đi mà thái mi hắn lồ thái tiều mi hắn lồ tiều cái bị cá tơi bên đấy ăn này bố lúc còn bố bị nắc thì bố bay bay nó nhổm khăn ra nó cái này mà mình phải đảm phí để lúc còn mình phải đảm phí đâu lúc còn mình để chơi đổi cân ăn uống cân mi đây tay diếm sen diếm cô ngăn chỉ say kim ngăn sen ta giống nè cân mi đây mi mạo xịt ba lò ba chắc anh ông kia mình khai mở phí phân nè anh ông kia họ lọc nè ngăn nhà đây mình khai mở phí phân nè phí đếp tăng hàm phí phân tăng hơn nè ông mẹ lô cháu hư mà nem thì thôi ông kia mình nhà lấy mình dọn tìm chút ý mình bay à mình biết lấy à mình khai lúc bay tô ngày khai lan tô lẩu à mình khai bay luôn nhà mình sửa khai mà mình khai bay à mình biết lấy biết tạ biết tô nặng tô này lấy bay của mình khai lúc tô ngày khai lan tô lẩu ra khai mà phí đi tăng hàng phí phần tăng hơn nha anh này mình bị biến giờ với lúc phải lúc nào cũng đau đâu bị theo giờ mà thế mày à bây giờ đâu cả ngày đâu ta theo giờ đeo theo giờ thôi với ăn này mới khai mà phí phần đấy với lúc nào khỏe vẫn khỏe bình thường vẫn đi làm bình thường lúc nào đau là đau ăn thá mới ai khấy mấy lúc mới ai kín lắm mấy lúc non ai veo mới tấn lắm ăn này thính mình còn theo phải đảm thí nắc lại ăn ok biết tái biết tại cứ phải hết lễ hết chán đó ăn hơn tôi không chính chủ như cái nhà thuê làm cái đi thêm đây làm bên đây làm thôi thêm này không thêm này không làm đâu cái nhà người ta còn chữ an đó. Chữ chính chủ cái gì làm cái gì cái ông kia to nên to kiên mũ to mi để hết khả mũ to mi hiểu kiến hết cái lắng hết chả biết là làm ở đâu bây giờ cứ bảo thịt lợn này mình khắc cúng đi còn đó đi bói làm gì đi đi làm thêm làm gì đó. Mà có đồng ý là được chuyển trước xong mới làm nhà không? Đồng ý thấy chưa? Thế sai từ đầu chưa? Thế sao đi bói không ra hay sao không làm? Thế còn cái gì còn bảo cái gì đâu? Thế bây giờ cái nhà mình, bây giờ mình không được xuống móng ở đây, rồi làm con trai khác ở xuống móng ở đây, lại ngộ thổ xuống ở đây không chính chủ phải chưa? Thế còn hai cái đây là phần phải thế nào? Nhất định cứ nhìn một mà sai cái nhà ở mình rồi đấy. Thính thì có khơn nhẹo alo thính chính ăn cái nhà này này đúng ở cái nhà này luôn không phải đâu đâu dưới cái móng nhà ấy ờ mình sẽ ăn hơn phay với ăn này rồi tỉ hơn với cứ bảo mọi bạn cái sáu phạm hơn phay tăng sư hơn mình sẽ ăn phay đấy ăn này rồi ăn hơn ăn tỉ nặng tỉ non này à thính ăn tỉ nặng tỉ non này à ăn tỉ khai móng hạ thổ này ăn văn mi đấy cái nhà này làm ngày bao nhiêu còn nhớ không? Tháng 8 ngày mùng 1 tháng móng ấy. Rồi, thế thì không ở được đâu, làm nhà mới đi. Đời người ai mùng 1 xuất hành mà xếp hải anh binh mùng 1 làm nhà ma. Mùng 1 làm nhà ma thôi đó. Cái nhà chả ai làm mùng 1 đâu, 15 đâu. Dưới này có một nhà làm 15 đấy. Ông thầy chưa bảo ông thầy bảo, lúc chưa xem ông thầy bảo rồi làm nhà 15 mày chỉ mua quan tài trước xong chết thật một tháng chết luôn sao hết hình mà xếp hải anh đi làm nhà mùng 1/15 chả ai làm đâu nói chung là cái nhà này làm ngày không tốt cái ngày làm nhà không tốt rồi cái hướng này cũng không đẹp ông kế sai thì ông kế rồi đang nghĩa nhà mình này đã thờ có tiên có kiêng có lành
đã thờ thì đã thờ, không thờ thì không thờ. Đang nghe lúc bà chuyển đi là phải lẽ ông thầy phải hỏi nó đồng ý đi mới đi này. Lúc xây nhà phải thịt gà cho ăn trước mới xây nhà này, xong móng này ăn văn ăn xi hay thù hạ móng này à. Thịt gà hứa mình kinh con chứ hết để hơn. Tao là trưởng thôn trưởng bản là chủ tịch, không qua không qua cửa thì qua đâu chui đâu. Cả biết làm kiểu gì. Thế ăn pi mi hết mi hết 6 miêu à? Ăn này mi ăn pi gọi là ship bên ship bên ép mi hết 6 miêu à? Bên lạp này đi. Thì phong tổng đi. Thì qua mà sao mình check nè, ăn ông kia nè, ăn pi khẩu này tan mà khẩu nào tan đầy mi hết thì phong tổng. Ông kia bên kín với. Thì mi hết sắc tay à? Kín là rồi. Sơ này chính là loạn bên này cái lắng. Ông kế với xếp một khẩu hai tan mà ép một khẩu na tan này. Si xa khẳng tỷ 6 miêu với. Khẩu bên khẳng tăng 6 màu mà chỗ sai chỗ pháp này. Sơ này mình vào bố mi. Mi hết này mình sắc bay. Tỷ này bố mi mô. Tăng này bố mi pháp. Chẳng ăn ổ này nha. Mi cháy mà mi tạo mà. Mi cần thái hùng mà. Mi sức bố mi này. Mi bên này tạm mi hết à. Sau này cứ vào lúc lúc pí pí vào hết thêm anh này tao mi hết thì mình cái đơn giản nhất là không làm, mình làm thêm là mình tốn tiền à. Bây giờ cứ bảo là bây giờ bỏ đi không làm thì bây giờ cứ bảo là lúc lúc tao làm đi bói ra thêm, bói ra mà cứ nhảy ra rác biết là rác cái gì ạ. Nhà mình thờ thế nào mình phải cho ăn như thế. Bây giờ cái mè nàng này ăn pí hơn thì cũng kín cay vậy. Xem nè, ăn pí hơn thì mình ăn mè nàng kín cay vậy, kín tài phạt, kín gọi là ăn mặn vậy, không phải ăn chay đâu vậy. Nên sốt ăn mặn không phải ăn chay. Bây giờ tết thịt mấy con gà, hỏi một câu tết thịt mấy con gà. Tết thịt mấy con? Tết nha. Chú kia nướng đuôn tay. Tết nào cũng thịt 3-4 con. Mùng 3 tháng 3 cũng thịt như thế. Tháng 3 thì mua tú nọc đắt lò, đắt thì thịt mới tết lò. Nó kia hơn, đúng là chỉ 30 tết rồi. Thế là bình thường không ăn? Tháng 6. Thế là mùng 6 tháng 6. Là mấy con? Mùng 6 tháng 6 khả mới thế. Một con hai mấy xong tôi lăn tôi mê chung cầu chung bọc bớt bớt bá bớt bọc bớt cầu bớt kêu anh cái chết lưu này chưa tiến à, cái chết lưu này chưa tiến à. Không tiến em có con trai đâu. Không tiến không có con nữa đâu. Có con gái một bề thôi. Nhưng mà phá hại một lần chết lên một lần phá à? Đâu không lưu thóng bạc về. Lưu thóng bạc về. Thế hai lần xong rồi mới bảo là không có con nữa đâu. Không tiến không có con nữa. Không, nếu mà có con này còn một con gái thôi. Có một bề thôi. Thả tiến đi phán vá phán bọc đi phán vá. Anh phải phán vá phán bọc. Ăn mình sẽ phán mụ, phán vá thôi. Phán bó coi. Phán mụ tao sóng phim. Ăn này mới phán tèo bái chừng mi tập bổ. Phán vá phán bó bái chừng mi. Ăn bổ mê này khẩu. Cả bổ cắm cốc mình cắm bài đấy. Ngô hào heo đang ngô xá heo mình nè. Tài lau nhà này à. Đang nghĩ là lúc để là chết cả mẹ cả con đấy. Mới tôi là chết lưu chắc thôi. Đấy là cái số còn chưa chết là con nó lưu trước thôi. Không là đến lúc đi để là chết cả mẹ cả con đấy. Ăn mình tài lau nhà đấy. Lau nhà lau rển đấy. Mình sang cải sắc tay à. Cái thiên cầu là con gì? Cái mai nhung mai nhang tăng thiên cầu tăng ấy. Thiên cầu là mấy tà mai thiên cầu. Cái đây là cắt cầu mới có cái thiên cầu ấy chứ. Cái mai nhung mai nhang là mà xăm xăm cầu nôm ấy. Cô cắm cúc mày cắm tay cái thiên cầu có phải đây đó. Cái thiên cầu là cắt cầu nó vào đó. Ai chưa lấy vợ đấy trong cái thiên cầu chứ. Cái thiên cầu cái thế nào? Cái con gì về cái? Má nhung, má nhang, má xăm sáu cầu năm bộ cắm cúc mày cắm tay cái tốt cái cải tốt hắn. Còn cái thiên cầu cái là cái cắt cầu thế á. Cầu đau đi xong ăn mạnh tà má thiên cầu thế á. Toàn lô toàn câu thế á. Đấy cắt cầu chứ có phải để cải được cải phải đâu. Cái này về sống bọc kheo bên nằm bên này. Bên bọc kheo bọc chân bọc lột cóc ba đồn cô đấy phải dọn sáu bên đấy. Mà chính mình lục tới bộ mới mua bên mình không có.
Nào còn hỏi gì hỏi nốt không là xong. Đây những cái gì vừa bói xong đây là làm hết bằng đấy. Điện thoại quay rồi. Để cứ nghe lại để được. Đã nói đến này mà bà không nghe được chứ. Bà không biết làm cái gì đâu. Nó thả một câu bói không ra không làm được. Nó thả một câu ấy. Bà đã bói đây ra ấy. Bà lấy thân khác không thấy được làm đâu. An tỷ hơn này mới chính chủ. Đất đai chưa tạ. Sơ tèo. Hạ cân thì sơ này áo một cân điếu thôi. Mới sửa áo hạ cân đấy với. Áo cân điếu đó với. Người có người bán người phải có người mua. Bây giờ cái nhà đó chính chủ đâu mà làm đấy mà đâu lỗi. Không thấy đường làm đâu. Chịu. Thế nào làm được thì làm. Thế này không thấy đường làm. Hà ông đấy ông hưng đấy. Ông như chết. Ông như chết là ông Long Cốc rồi. Hồng Vinh vẫn lộ. Cái nhà bên đấy bảo 5 người xuống bóng, bên này người ta không cho 5 người xuống bóng đâu. 5 nhà ngũ ngô thổ là tan nhát nhà cửa. Ông như cái này và ông ngô thổ mà khảy. Cái bên đấy thì lấy như thế thôi. Cái bên này người ta chả lấy ngộ thổ bao giờ, người ta lấy một người thôi. Có người bán một người ở một cái nhà một chủ, mấy chủ, 5 chủ đi mê. Chứ phải cái quán. Cái quán bán quán làm quán thì người ta mới làm 5 người ngũ phương. 5 hướng ấy là bây giờ sách ở gian thập phương người ta đến. Thế bây giờ cái nhà ở này cũng 5 người xuống bóng làm thế nào được. Cái quán người ta mới xuống 5 người thôi. Cái nhà không ai xuống 5 người đâu. Cái gì cái 4 người không xuống. 4 người 4 góc đến lúc này bố một chỗ mẹ một chỗ con một chỗ à. Đấy con dâu này về cải ngỗng cải dê đi. Cả con trai nữa. Mà chi kia lộ khẩu với nóng nám ạ. Cải ngỗng cải dê. Một con là một người thôi, không được hai người đâu. Chào chị Mơ nhé, hôm nay làm chị Mơ ơi. Được. Đó điều kiện ý, lấy then về cả một con, ông thầy về cả một con, một ngày thịt hai con được. Then thịt một con, thầy thịt một con, được hai người. Hợp ăn đều là xong tú. Thầy thịt một con, then thịt một con là được. Ừ, đúng rồi. Thầy một con chào mọi người. Phụ vi mở chay phụ căn mở đạo nhập sắc đệ sanh nhập ba hưng mảnh khỏe theo hang rừng đã cha rừng đời rú gặp từ du lì và cô xong bạn cày ra ra không thắt bắt con hương thắt. Xong bạn cây đa giá bằng kẻ thông xong gọi là cha ra hình lệ bình phù sán mạng xu đây xin quên phai đầy phần cao phần còn coi mi lệ bay tặng phải thời lễ kêu mau bằng kêu. Bây giờ cứ bảo làm lễ nó làm lúc tao làm lễ cái phong tòng tao mi hết sắc tay anh làm cái lễ cái gì hết. Đơn giản nhất còn chưa làm. Đang nhẹ này tháng 10 tháng 11 này. Khác làm được biết làm thì khác làm. Không biết làm lấy thầy về làm. Một buổi là xong. Đến 6 miêu phong tòng. Đa mi tháng san ý. Cả trên nó có bình an không, nó có ổn không là chuyện chứ. Thế mới bảo là biết làm thì khác làm, không biết làm thì phải gọi thầy. Vui vậy mình ư. Mà khải thử văn đến mình đáy nhưng mà khải thư thế có thể mà hẹn đó tôi khải thư tiệu nha mình ư. Tôi văn tống nha mình ư. Tiệu tiệu. Tiệu. Còn khải thủ tiệu thế nào này? Dư hơn. Dư hơn. Dư tiền mua bán nó. Chẳng dư hơn nào. Không khải thủ tiệu đấy. Đi xem người ốm xem thế nào. Quân binh đó kiểu nhà có mấy người? Hai người thôi. Hai người. Có gì? Có lục.
Suna rình đọc rình hôm nó kính khẩu rình đọc tại ép nó kính khẩu rình đọc tương tại ép chị lấy pi pi để hà học sinh năm 67 à ừ. Sinh tháng mấy tháng 11 cân sinh lọc tài ký thì lọc tương tại ép bơ mi à mất mấy năm rồi bộ đề chụp cái gì vậy 2000 2009 2009 thế qua chị văn văn đồng bào tại được ba tay ký sinh năm bao nhiêu năm 98 mậu dần bấn ký bấn lạp mình hết thế này phải bấn lạp này mi ban gì lấy à thì vẫn lạ 14 mấy giờ 6 giờ sáng 6 giờ sáng mạo xì thổ công thổ công quốc minh con cầu cán phần cho được quốc minh con cầu á ừ. Cán phần cho được cán sần nắng cán phần cho được bô đục á cán phần bô đục bô đục á bô đập bô đập bô đập bộ đục ông kỳ ông kỳ thì hơn ngô vên ông kỳ ông kỳ nó thì ông kỳ tôi đáng khẩm ông kỳ ông kỳ ra ông kỳ chỗ kinh linh linh kính tài nha chỗ in chỗ kinh linh nha ừ, chỗ kinh linh linh kính tài hùng linh kính tài hùng à ông kỳ thì hơn đấy thì hơn ngô vên cuốn giấm con rắm con chắn con rắm con rắm nên nào xem con trai được mấy lạng lại làm thêm đâu làm thêm thì tốt đấy chỉ hơn hơn chứng chưa bừng thế chứng chứng chưa sao lộc chứng mất lộc thì không đáp lộc đáp con rồi. Không phải. Chưa. Nhiều à. Văn và văn là mình sư hàng văn và gì chứ văn nhét chẳng qua tên cả ma còn tính giáp hàng văn mi hàng lọ hàng văn là bộ mi hàng văn là bộ cái hàng ôi xấu lắm được bốn lạng xấu thế nhỉ anh mình cũng tài binh mình tài binh mình thải phải phù sướng lắm làm thầy thì được mạnh khỏe không làm thì cũng ốm đau đấy chân mà anh mình nếu mà hết anh mình tài binh tài mạ thì để hang mình để tài binh cùng thầy on thầy sướng đấy mình để ok đó mạo dần tháng 12 số làm thầy bói đấy, thầy thuốc cái đấy thầy giáo cũng được đi làm thầy gì thầy cứ làm phải làm thầy mới được ừ. Phải làm nghề thầy giáo thầy thể dục thầy gì thầy để làm một thầy ho gì à má tài khí xong rồi thầy cái này xong rồi cái gì con cắt hết rồi ừ. Cắt hết thì cắt cái đâu nhỉ trên cái ghế trên cái ghế trên cái ghế mà kia nhanh cái này thì em đấy đây cắt sinh vi tài kỷ sinh
xe hả? Cho đây chung được. Bến kỳ. Căng mấy căn đó thêm. Bên kỳ. Ý thì cần bên kỳ. Năm mươi vang thêm luôn. Cái vang thêm không? Tài nhì à? Tài nhì à? 2002. 21 tuổi. Bến kỷ. 2 tờ 4 tờ. Vang lục hay là lán đây? Là tôi bổ tới Mỹ. Anh thầy là anh lục anh vang 2000 đấy. Nhưng mà tôi bổ tới Mỹ. Bến kỷ. Lẹo đó. Thổ công. Cóc minh. Xa hô đắp nè. Chào thêm tấm nè. Ông kỳ. Ông kỳ tổ kình bóng quan tại hôn. Học tờ đó thầy. Ừ. Mẹ nàng đi. Mẹ nàng chất viên cuốn rắm. Dễ thôi. Chiều mà tìm một tí hơn thôi. Phà mẹt loài phà kích phà đăng à. Kích luôn cốc mẹ cải kích luôn mãi mẹ luôn mà. Hưng đấy à vợ. Ăn thổ tiên để xòi sóng bay à lo. Ăn thổ công. Cái thổ công đi. Thăng tạ sắc bay à. Mẹ tố mạp hợp sang. Áo tố mạp đợi mẹ mạp hợp mẹ áo mạ đến. Tôi đều áo tố mạp hợp. Mẹ tố hạ tố phần mà xó loài sang. Anh này chung chung thì lãi hơn hả hơn á? Hả? Anh này mới sợ hả hơn á? Hay là hả xính này? Thế mà cái này bộ bên hả xính á? Bên hả xính á? Bên hả xính á?
Thì mà sang dù mình ao cảm thấy phải hơn mình vẫn dù tí mình ao mình tặng ao bay hơn mình ao cảm thấy cái đang sắp còn bên chỗ này anh này mưa sau này trung này đi trung mi hết trung này đi thình lơm này thình lơm thình vi này đâu là thình hừ này thình lọt này thình ma này thì cái gì cái này mưa sáu sáu loi này mưa nhưng mà sau này mình chung này mình góc cũ này đi khắc thờ được khắc thờ đi khắc thờ này mình đấy anh này mình sửa cốc mà anh nói mình sửa cốc hơn nhưng mà ăn cốc này là mình thờ đấy ăn cốc là mình bay đấy nhưng bên thân thao là khu là đấy anh này là bên thắng anh ấy phải không mình đi theo rồi đó sao mi cốc à cốc từ hồi xưa là mình lập cốc là cái con nó lập à nên đấy là mình bay đấy đáp ông cốc mình bay đấy ăn thổ tiền này mình nám mà nám 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 cơ bà hết lệ hết lệ thèn mới ốc thủ công hết sắc bay à mới tần nuôi sắc bay à bay kỳ vam sáng hả mà mình treo cái bàn phái treo sáng bay kỳ vam sáng nó còn hết kỳ vam sáng mới kỳ vam mới ao hàn bay sau á mới ao pần bay sau á ao tụ pần bay sau rồi cho kỳ vam cho tần nuôi bay ao phu mà nè bà chăn sau này lâu là mi sư lâu và anh này cái cũng lâu sư mi sư lâu là lâu luôn nè anh cái cũng lâu luôn mà sau này sống biết đồng rồi này đó anh thua đi nhưng mà lúc còn lâu là phải cái cũng lâu lắm một thảo lâu sau này nhưng mà anh kia này cá mơ cũng bị nọc ma với mình sửa hơn với sụt răng à được đấy anh này mình sụt là sáng á đây sụt xong rồi những khẩu mẹ chứ bực đái đó mình sửa sụt anh này quá đau đái rồi mình sửa sụt sụt răng nặng lúc này đấy cái kia này cũng hiền nữa mà răng nó nặng nó nọc với thằng đại khẩu với bên này bên thái rồi nọc có với mình sửa sụp thổ này với thái rồi tàn hơi à bài viên xe này mi để khẩu thổ đến đây là đang rồi nọc đang tạc nọc với mi để khẩu thổ sang sụp á chết từ năm 2009 rồi sao bây giờ chưa chuộc không đi xem không già chuộc ăn kia này bên thái nọc cả với thán ma trình thái mình sẽ lúc tôi bay đấy thán ma trình với thế mi à chắc cứ cái đấy lúc đấy bạn tùy mà đâu mà bay nhưng mà lúc bay là thượng viện rồi nè thượng viện lúc là mình đẩy bác sĩ băng ma là chính quá rồi lê quá tì lồn đấy bây giờ là không phải lúc mình đang cấp cứu đến cho đến viện là chết đâu anh này phán ma ra anh nào mình phán tô ma này ra bây giờ anh nào tô bay anh này anh mà mình phán ma bây giờ phán bay đến nếu phán mà phán bay thì thái tì lồ thái tô bay anh này thái tô ma này nên chẳng đố mà lục em mà vẫn phản tôi bay này mình hát đồn mà không thấy đường về đâu em lúc đi lúc mà chết không thấy đường về đâu anh hát đồn ma quậy nhưng mà sau này mình phản nả ma thôi quay mặt về thôi lúc đi về mới bị mất tỷ lồ thì thay tí tăng thôi chết ở ngoài đó anh này mơ sột mà cách bách đấy anh này mơ thái bách thái mình tao lung